Xin chào các bác ha. Hôm nay em xin giới thiệu về cái súp điện, một dòng súp điện cao cấp của hãng CBL nổi tiếng ha. Thì có model là SUB 100B. Thì với cái súp điện này ha, thì nó sẽ có cái lo bát là 250 mm, và với cái màn lo đặc biệt là polymer và với cái bộ khuếch đại Class D, hiệu năng chất lượng cao ha. Công suất khá là cao. Maximum lên đến là 200W ha. Công suất công thường là 100W. Rồi, đây là cái lưới của nó ha, thì đây là hàng đấu giá nội địa Nhật về nên hình thức khá là đẹp ha. Đây là cái màn loa bass 25 vật liệu bằng polymer ha, hình thức rất là đẹp. Và với cái công suất 200W tối đa của nó ha, và cùng với cái dải tần rất là rộng từ 50 Hz cho tới 150 Hz, nên cái dòng súp này nó sẽ phù hợp rất là nhiều cái công dụng trong hệ thống audio gia đình của chúng ta ha, karaoke, nghe nhạc và xem phim rất là hay ha. Rồi, đây là hình thức của nó ha, góc cạnh. Và với cái bộ này ha, thì nó sẽ thiết kế cái hình thức rất là độc đáo ha, một cái hình hình xéo ha. Rất là đẹp. Rồi, thì đây cũng như những cái dòng súp thông thường ha, cái nấm chỉnh auto, tức là khi có tín hiệu vào thì nó mới tự động mật nguồn, và đây là nút chỉnh pha ha, chỉnh cái tần số, volume, và đây là tín hiệu vào JBL SUB 100B Hartmann. Điện áp từ 100 cho tới 240V ha, thì đây là dòng súp đời mới ha, và hình thức về khá là đẹp ha. Và với cái hai lỗ thông hơi ha, thì nó sẽ cho âm thanh rất là thoát ha, sẽ không bị biến dạng trong cái đáp ứng tần số bass ha, tiếng rất là hay ha. Em vặn lên thì tiếng tiếng trầm rất là tốt ha, không bị bể vỡ. Ha, thì lo về sẽ kèm đầy đủ luôn catalog ha. Catalog và dây nguồn zin luôn. Ha, tiếng khá là tốt ha, và kích thước của nó là chiều cao là 364 mm, chiều sâu là 406 mm và chiều rộng là 368 mm, trọng lượng là 10,9 kg ha, một cái dòng súp thương hiệu đẳng cấp của Mỹ ha, hình thức rất là đẹp ha, trên 95% luôn ha, không bị bể vỡ một cái góc cạnh nào đó ha. Tiếng thì những cái dòng súp JBL ha, thì cũng thuộc là trong những cái dòng đẳng cấp ha, của cái hãng thương hiệu JBL của Mỹ ha. Rất là đẹp. Một cái kiểu dáng rất là hiện đại và độc đáo ha. Thì xin cảm ơn các bác đã theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin chào tạm biệt các bác ạ.